chào tất cả các anh chị. Ok, mình đang có mặt trên đường Trường Chinh. Bây giờ mình sẽ hướng về phía ngã tư An Sương. Hôm nay mình sẽ cùng với các anh chị đi một vòng đến ngã tư An Sương, nơi mà đã từng xảy ra ùn tắc giao thông rất là lớn vào trong những cái giờ cao điểm. Nói đến ngã tư An Sương thì chắc là những ai đã từng sống ở Sài Gòn có lẽ là đã biết rất rõ cái nơi này các anh chị ha. Một địa điểm rất là quen thuộc và thân quen. Thì ngã tư An Sương là cái nơi mà xảy ra ùn tắc giao thông rất lớn vào giờ cao điểm cũng như giờ bình thường các anh chị. Bởi vì sao? Bởi vì nơi đó là cửa ngõ của Tây Bắc, nơi tiếp giáp giữa hai cái vùng. Vùng thứ nhất là vùng Tây Ninh Củ Chi, nơi dưới Củ Chi thì nó có một cái khu công nghiệp Tây Bắc, và rồi một cái hướng quốc lộ 1 đi từ miền Tây về trên thành phố. Thì hai cái nguồn đó là một cái lưu lượng giao thông rất lớn đổ về tại ngã tư An Sương. Vì vậy cho nên cái nơi này thường xuyên xảy ra ách tắc giao thông. Và đứng trước cái tình hình đó thì nhà nước họ đã mở rộng cái vòng xoay ngã tư An Sương, thì cũng đã khắc phục một phần nào về giao thông rồi. Nhưng mà tuy nhiên theo năm tháng, theo thời gian, khi kinh tế phát triển thì tất cả những cái phương tiện giao thông, ví dụ như xe tải, xe container ngày chạy càng nhiều để vận chuyển hàng hóa, thì cái tình trạng ách tắc giao thông nó lại tiếp tục xảy ra. Và người ta đã làm tiếp một giải pháp tiếp theo, đó là họ dùng một cái dự án là cầu vượt. Họ xây dựng một cái dự án cầu vượt bắc qua ngã tư An Sương. Nhưng mà khi mà làm cái cầu vượt đó xong đó thì mọi người rất là phấn khởi, là bởi vì nó giải quyết được cái vấn đề ùn tắc ở tại cái địa điểm đó. Có nghĩa là cái hướng mà từ quốc lộ 1 A từ miền Tây về Suối Tiên đó, thì họ đi trên cây cầu vượt đó thì nó không vấn đề gì rồi. Nhưng mà nó phát sinh ra là từ phía là Củ Chi, Tây Ninh đổ về thành phố á, thì lại bị ùn tắc ngay chỗ vòng xoay đó. Và đứng trước tình hình đó để thúc đẩy cái kinh tế phát triển, giống như tạo điều kiện để là thông thương hàng hóa, thì thành phố họ mới quyết định thực hiện cái dự án là hầm chui đi qua cái nút giao thông ngã tư An Sương này. Thì trước đây thì có những cái video mình đã từng chia sẻ với các anh chị rồi về cái hầm chui bên ngã tư An Sương này. Thì lúc đó thì người ta mới thực hiện được cái nhánh N1 thôi. Rồi bây giờ con đường mình đang đi đây chính là con đường Trường Chinh các anh chị ha. Con đường Trường Chinh thì các anh chị thấy bên tay trái mình nó có một cái cần cẩu màu vàng đó. Thì nơi đó trước đây đó là nhà máy dệt Thắng Lợi. Tại sao mình nói đến cái địa danh nhà máy dệt Thắng Lợi này? Bởi vì chắc chắn là những anh chị cô chú có tuổi khi xem cái video này là những người có thể còn sống ở Việt Nam nhưng mà đã đi các tỉnh thành khác, hoặc là sống ở nước ngoài thì đã có những thời gian sống ở tại Sài Gòn, thì đều biết đến cái nhà máy dệt Thắng Lợi này. Nơi mà trước đây là khoảng tầm 30 năm về trước thì vào cái thời bao cấp là hầu như phần lớn ai cũng đi làm nghề công nhân đi đến nhà máy dệt để làm. Cho nên là cái dấu ấn ở đây thì mình cần phải nhắc lại để các anh chị nhớ. Ở đây nó khác so với ở trung tâm Sài Gòn. Ví dụ như trung tâm Sài Gòn khi nhắc tới Sở Thú, nhắc tới nhà thờ Đức Bà, nhắc tới chợ Bến Thành, khách sạn Caravan hay là ngã thành phố, thì phần lớn các anh chị đều biết, bởi vì cái dấu ấn cũ nó vẫn còn, họ giữ nguyên, không có gì thay đổi cả. Nhưng mà với những cái nơi như thế này thì các anh chị thấy là thay đổi hầu như là hoàn toàn mới luôn rồi. Bây giờ mình đơn cử như là cái cầu Tham Lương ở phía trước mặt mình đây, chuẩn bị mình đến đây. Thì xưa kia cái cầu Tham Lương này là cái nơi mà người ta kinh doanh, người ta bán mây che lá, những cây tầm vong, những cái cây thang bằng cây tầm vong.
Và hồi đó thì cái cầu nó rất là bé, nhưng bây giờ thì các anh chị thấy là người ta làm cái đường Trường Chinh này á, bề rộng khoảng 60 mét, mỗi bên là khoảng 6 làn xe, cộng thêm một cái làn khẩn cấp nữa, bởi vì các anh chị thấy nó rất là rộng ha. Thì cái cầu Tham Lương này cũng vì thế mà được nâng cấp mở rộng ra, nhưng mà rõ ràng thì các anh chị thấy là nâng cấp mở rộng mà vẫn thấy kẹt xe. Thì mình quan sát cái điều đó để cho mình thấy cái điều gì, mình nhận định, mình rút ra một cái kết luận như thế nào. Kết luận rằng là người ngày càng nhiều, phương tiện giao thông ngày càng đông, cho nên nó mới kẹt xe. Thì cái điều đó nó lại báo hiệu tiếp cho mình là người ta đi đâu đây mà kẹt xe. Người ta đi kiếm tiền, người ta ra đường, người ta đi làm, người ta đi kiếm tiền cho nên nó mới kẹt xe. Như vậy thì khi mà nhiều người ra đường như vậy thì chứng tỏ là cái kinh tế nó đang là phát triển, cho nên là người ta mới ra đường, người ta đi kiếm tiền các chị ha. Thì nói đến cái cầu Tham Lương này đó, thì phải nói đến cái dự án tuyến metro số 2 hiện nay đang là giải phóng mặt bằng để thực hiện. Thì cái tuyến metro số 2 á, là cái tuyến xe điện ngầm sẽ được quy hoạch, sẽ được thi công, sẽ được làm trong nay mai. Nó bắt nguồn từ chợ Bến Thành và nó đi xuyên qua dưới lòng đất, sẽ có những cái trạm dừng chân, trạm depot ở trên đường Trường Chinh đó. Thì các anh chị thấy là người ta đang giải phóng mặt bằng đó, thì nó sẽ dừng chân tại tuyến metro số 2 là ngay tại cổng Tham Lương này. Thì các anh chị thấy là nếu giả sử như tuyến metro trong vài năm nữa, mình tạm cho là 5 năm hay 10 năm gì nữa được hình thành đi, thì khi đưa vào hoạt động như vậy, đó chính là một cái phương tiện giao thông công cộng sẽ giúp cho cái việc mà ùn tắc giao thông nó được cải thiện một cách đáng kể. Ở đây mình nói cải thiện thôi anh chị ha, chứ mình chưa nói là hết được. Thì có nhiều người cho rằng là hiện nay việc xảy ra ùn tắc giao thông là do xe máy tạo nên các anh chị, và mọi người đề nghị là mọi người dẹp xe máy đi, cấm xe máy đi. Thì đây là một việc đang là tranh cãi rất là nhiều, bởi vì bây giờ người ta cấm xe máy, người ta đi bằng phương tiện gì đây? Ở Việt Nam á, thì cái việc mưu sinh, việc đi kiếm sống hàng ngày á, hầu hết bằng phương tiện là xe máy, phương tiện cá nhân. Vậy thì bây giờ dẹp phương tiện cá nhân thì họ đi bằng phương tiện nào? Phương tiện công cộng thì chưa thể đáp ứng được. Một phần nữa là họ không có cái nơi để đi bộ thì làm sao mà họ có đến được cái trạm xe công cộng đây? Nếu mà các anh chị xem những cái video mình chia sẻ, các anh chị xem một số cái kênh khác, các anh chị sẽ thấy những cảnh đường phố ở Sài Gòn còn đó những cái vỉa hè bị chiếm dụng, còn đó những lòng đường bị người ta chiếm dụng, người ta kinh doanh mua bán. Thì nhà nước họ cũng đã ra những cái chiến dịch để mà phạt các anh chị ha, họ ra những chiến dịch để mà phạt những cái người mà lấn chiếm lòng vỉa đường á, nhưng mà rồi đâu thì cũng vào đấy nữa. Các anh chị quan sát là các anh chị thấy rất rõ, mỗi lần mà chiến dịch đó thì nhà nước làm chiến dịch vi phạm đó thì người ta chấp hành, sau đó rồi người ta cũng lại tiếp tục như cũ. Thì ở đây nó nằm ở cái ý thức hệ của người dân thôi. Ngày nào á mà cái ý thức của từng người một chưa được cải thiện thì ngày đó các anh chị là đất nước còn chưa thể là phát triển bằng các cường quốc được. Cho nên cái việc mà cần lắm, cái việc mà mỗi người dân cần phải nâng cao ý thức, cần phải thay đổi tư duy, cần phải thay đổi bản thân, là cái điều đó là cái điều mình nghĩ là cần phải làm. Đó được xem là một trong những cái vấn đề mà đất nước nào cũng cần phải thực hiện, phải thay đổi điều đó. Ví dụ như ở Singapore, các chị thấy là tài nguyên không có, thì tài nguyên của đất nước họ là gì? Đó là chính là con người ở Singapore. Họ thay đổi tư duy, họ phát triển bản thân như thế nào. Rồi bây giờ trước mặt mình đó, đây là cái nút giao thông là An Sương. Thì các chị thấy trên cao là có cái cầu vượt ha. Bên tay phải, nếu mình đi quẹo tay phải thì mình sẽ đi về phía Suối Tiên đó. Còn bây giờ mình đang đi xuống cái đường đường hầm nhánh N1. Thì cái dự án này cái chiều dài nó tầm khoảng 380 mét.
Với cái đường hầm đó thì nó khoảng là 125 mét là hầm kín, còn lại là hầm hở. Thì các anh chị thấy hai cái vách là họ làm một thi công rất là kiên cố ha. Thì lúc trước cái đoạn này thì mình cũng đã có video chia sẻ với các anh chị rồi. Mình chia sẻ với các anh chị cái cung đường này. Nhưng mà tuy nhiên cái lúc đó thì bên tay trái cái nhánh N2 đấy đang là chuẩn bị thi công, cho nên chưa thấy rõ được toàn bộ cái dự án này. Chứ mà các anh chị vừa rồi đó là cây cầu bộ hành, cái cầu đó dành cho người đi bộ, bởi vì khi băng qua đường cái quốc lộ như thế này, người đi bộ băng qua thì sẽ rất nguy hiểm. Nhưng mà nếu các anh chị chịu khó, các anh chị quan sát, các anh chị nhìn, và mình nghĩ là những người làm quy hoạch cũng cần phải có cái thời gian lắng đọng để nhìn những cái chiếc cầu này, để mình thấy là chiếc cầu này mình xây dựng như vậy có hiệu quả hay không, có lãng phí hay không. Các anh chị sẽ nhìn quan sát kỹ lắm, bởi vì cái hành vi thói quen của người sử dụng chính là người đi bộ. Và bây giờ nơi giao lộ này các anh chị thấy có cái lane để đi bộ đây nè, lối đi dành cho người đi bộ, thì họ ra giao lộ này họ băng qua đường thôi. Và thậm chí các anh chị sẽ thấy có những đường á là quốc lộ chứ họ vẫn băng qua đường rất là liều. Họ không có thói quen để đi lên trên những cái cây cầu như thế này. Đấy, anh chị bây giờ các anh chị đi tới đây thì các anh chị sẽ nhìn thấy xem rất ít người đi, các anh chị rất ít người đi nếu mình quan sát. Các anh chị thấy không? Không thấy ai đi trên đó hết á. Và thì cái câu hỏi mình đặt ra nếu như vậy thì có cần thiết phải làm những cái cầu đó hay không? Thì chút xíu nữa mình sẽ quay lại cái vấn đề đó. Thế bây giờ mình cùng khám phá là cái nhánh N2 sau khi mà thông đường thông cầu rồi đó các anh chị ha. Sau khi mà thông cái hầm này rồi đó, các anh chị thấy cái nhánh bên đây nó giống như bên kia ha. Có hai làn xe nha. Đây là cái hướng từ Tây Ninh sẽ đổ về trung tâm thành phố. Đó thì các anh chị thấy nếu như mà từ Tây Ninh, từ Củ Chi mà hướng về thành phố thì sẽ đi bằng cái con đường dưới cái hầm này, còn miền Tây thì đi bằng cái cầu vượt ở phía bên trên. Khi nói đến cái hầm này các anh chị thì có lẽ là sẽ có nhiều anh chị khi mà xem cái video này nói là ôi cái hầm này nó bé chút xíu đó mà bằng cái lỗ mũi người ta có gì đâu mà tự hào, đúng không anh chị? Chắc chắn là sẽ có những người sẽ nói là như vậy. Ok, thì đó là cái góc nhìn của các anh chị, bởi vì các anh chị sống ở các nước phát triển, những cái đất nước mà họ đi trước mình cả trăm năm rồi, thì có thể là các anh chị đã nhìn thấy những công trình lớn, cho nên các anh chị thấy cái này nó nhỏ, các anh chị không thấy được cái gì nó thực sự mang lại lợi ích cho người dân ở thành phố. Nhưng mà riêng mình đã sống ở Sài Gòn này từ bé, mà sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn này, nên mình là người đã chứng kiến sự chuyển đổi, sự chuyển mình của Sài Gòn theo từng ngày, từng năm tháng. Và mình là người trực tiếp là đã từng bị kẹt xe ở những cái địa điểm như thế này. Cho nên khi mà thấy được một cái đường hầm chui xuyên qua cái ngã tư nó ách tắc giao thông đó thì mình rất là mừng. Và mình nghĩ là những người dân đang sống ở thành phố này họ rất là vui, họ rất là mừng. Tuy rằng cái dự án này nó không lớn tầm cỡ quốc gia, nhưng mà nó đã giải quyết được cái bài toán ách tắc giao thông là vui rồi các anh chị. Bởi vì người ta nói là khi mà hiện tại mình hạnh phúc là tương lai mình sẽ hạnh phúc thôi. Nó là mình phải trân trọng những gì nó nhỏ nhất, có được cái nhỏ thì sẽ có những cái to, các anh chị ha. Thế cho nên là mình thấy là vấn đề là giải quyết được cái ách tắc giao thông là mình vui rồi. Và cái điều quan trọng nữa các anh chị, giải quyết ách tắc giao thông nhưng đồng thời thúc đẩy được quá trình vận chuyển hàng hóa được lưu thông nhanh, thì như vậy thì là kinh tế nó sẽ phát triển, đời sống người dân sẽ được cải thiện. Nếu mình nhìn góc độ bức tranh toàn cảnh thì mình sẽ thấy một cái hầm chui đó tuy nó nhỏ như vậy nhưng mà nó giải quyết được rất nhiều những cái vấn đề trong xã hội đó anh chị, nếu như mình nhìn góc độ tích cực. Và bây giờ mình quay lại cái cầu vượt đó, mà cầu bộ hành đó các anh chị dành cho người đi bộ đó. Tại sao mình thấy ít người đi là bởi vì là người ta không có thói quen đi bộ như là những người sống ở
các nước phát triển như là Singapore hay một số nước khác như Mỹ, Úc, Pháp, Canada gì đó. Bởi vì là ở những cái đất nước phát triển đó, họ có cái vỉa hè để cho người đi bộ họ đi, và họ có cái hệ thống là giao thông công cộng. Còn ở Việt Nam mình đó thì các anh chị thấy là những cái đường phố các anh chị đi, các anh chị thấy để đi tìm được những cái con đường mà có được cái vỉa hè cho người đi bộ bây giờ nó rất là hiếm. Và lỗi ở do đâu? Lỗi là do tất cả mọi người thôi, do con người không ý thức. Mình kinh doanh, mình lấn chiếm cái vỉa hè, để khi nào nhà nước ra chiến dịch đi làm, đi dọn dẹp vỉa hè, đi phạt đó, thì mình mới chịu là tém vô. Nhưng mình không có ý thức, cho nên rằng là từ đó rồi cái thói quen của người đi bộ, người ta cũng không có thói quen đi bộ luôn. Cho nên khi làm những cây cầu bộ hành mà bắc ngang qua như vậy, họ cũng lười leo lên trên cao rồi đi qua. Thôi thì chẳng thà băng đại qua cái giao lộ. Đấy là cái điều mà mình nghĩ là những người làm quy hoạch cần phải có một cái lộ trình làm sao mà giáo dục lại cái ý thức của cái người tham gia giao thông. Đồng thời những cái người dân cũng cần phải nâng cao dân trí của mình bằng việc mình phải nhìn, mình đi du lịch nhiều qua các nước khác để mình nhìn thấy cái đó, rồi từ từ mỗi con người chuyển hóa, thay đổi, nâng cấp bản thân mình lên, phát triển bản thân mình lên, nâng cao dân trí mình lên, thì từ đó mình mới góp phần có thể là cùng với đất nước và phát triển được. Chứ còn về vấn đề mà chính phủ nhà nước mà có phát triển chỗ nào mà người dân, mỗi người dân không tự ý thức, không tự nâng cao nhận thức, không tự thay đổi bản thân mình, thì cái ý thức đó vẫn như cũ, thì đất nước đó nó cũng vẫn là đi rất chậm các anh chị ha. Ok, cảm ơn các chị rất nhiều đã chú ý quan tâm theo dõi cái video này. Xin chào tạm biệt các anh chị. Hẹn gặp lại các anh chị ở những video sau nha. Các anh chị nhớ đến nút đăng ký và đồng thời share video này cho nhiều người cùng xem nha. Rồi, bye bye các anh chị. Hẹn gặp lại các anh chị.